Vâng, bạn có muốn có nhiều lượt xem hơn trên YouTube không? Bạn có muốn tăng lượng người đăng ký và thu hút nhiều người hơn đến với doanh nghiệp của mình không? Nếu vậy, bạn cần hiểu thuật toán YouTube hoạt động như thế nào. 81% người dùng YouTube cho biết họ xem video do thuật toán tìm kiếm của YouTube đề xuất. Thuật toán đề xuất thu hút 70% tổng số lượt xem trên nền tảng. Đây là thành phần cơ bản của YouTube và với tư cách là người sáng tạo, bạn không thể bỏ qua nó. Giống như hầu hết các công cụ tìm kiếm YouTube không hoàn toàn minh bạch về thuật toán của họ. Họ không muốn người sáng tạo biết chính xác cách thức hoạt động của thuật toán, nếu không những người sáng tạo đó sẽ tạo ra nội dung phục vụ thuật toán chứ không phải khán giả của họ. Thuật toán YouTube 2023, những điều người sáng tạo cần biết. Thuật toán của YouTube ưu tiên sự hài lòng của khán giả, hưởng lợi từ mối quan hệ lâu dài giữa người sáng tạo và khán giả, đồng thời đang phát triển theo các công nghệ mới nổi sự hài lòng của khán giả quan trọng hơn việc thao túng thuật toán, mối quan hệ lâu dài với khán giả thúc đẩy thành công của người sáng tạo. Các công nghệ mới nổi sẽ định hình tương lai của việc khám phá nội dung trên YouTube. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Rene Ricci, người liên lạc với người sáng tạo của YouTube, đã trò chuyện với Todd Bopra, người đứng đầu bộ phận khám phá và phát triển của YouTube để thảo luận về tương lai của thuật toán cũng như tác động của thuật toán này đối với người sáng tạo vào năm 2023. Bopper chia sẻ nhiều thông tin chi tiết có thể giúp người tạo nội dung hiểu và điều hướng YouTube. Phần hỏi đáp thẳng thắn này tiết lộ những chi tiết quan trọng, chẳng hạn như tầm quan trọng của việc tập trung vào sự hài lòng của khán giả hơn là thao túng thuật toán, vai trò của phản hồi của khán giả và phản hồi khảo sát trong việc tinh chỉnh hệ thống đề xuất của YouTube. Chiến lược của người sáng tạo nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài với khán giả nhằm đạt được thành công bền vững, những nỗ lực tận tâm của YouTube nhằm hỗ trợ những người sáng tạo mới hoặc nhỏ hơn, tư vấn quản lý nội dung đa định dạng đa ngôn ngữ và lợi ích của việc thử nghiệm kênh, tương lai của việc khám phá nội dung trên YouTube, bao gồm tiềm năng của các công nghệ mới nổi và cải tiến giao diện người dùng. Bài viết này trình bày tổng quan về cuộc trò chuyện thú vị của họ, cùng với tất cả thông tin chi tiết về cách tối ưu hóa nội dung YouTube của bạn vào năm 2023 và tương lai. Từ thuật toán đến khán giả, một góc nhìn mới. Hỏi, điều chính mà người sáng tạo nên tập trung vào trong thuật toán YouTube là gì? Bộp nên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc suy nghĩ không phải về thuật toán mà là về khán giả người sáng tạo thường được hỏi về thời gian hoặc tần suất tốt nhất để tải video lên nhằm tối ưu hóa mức độ ưu tiên của thuật toán popơ khuyến khích thay đổi quan điểm chấm người sáng tạo thường hỏi về việc tối ưu hóa thời gian hoặc tần suất tải lên của họ cho thuật toán nhưng chúng tôi muốn người sáng tạo thay đổi suy nghĩ của họ thay vì tập trung vào thuật toán họ nên tập trung vào khán giả thay thế từ thuật toán trong câu hỏi của họ bằng từ khán giả Chúng tôi thiết kế các thuật toán của mình để phục vụ khán giả, vì vậy việc hiểu được sở thích của khán giả sẽ giúp thuật toán ưu tiên nội dung của họ. Đo lường sự hài lòng, cách nhìn toàn diện về sự gắn kết. Hỏi, bạn có thể giải thích tầm quan trọng của số liệu về mức độ hài lòng trong thuật toán YouTube không? Bộ đề cập đến một khía cạnh thiết yếu trong thuật toán của YouTube, sự hài lòng của khán giả. Mặc dù thời gian xem là yếu tố thường được thuật toán xem xét, nhưng BoPRA cho biết không phải tất cả thời gian xem đều như nhau. Chấm, mọi người đều biết rằng thời gian xem là một trong những yếu tố chúng tôi xem xét. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng không phải tất cả thời gian xem đều như nhau. Chúng ta cũng cần hiểu giá trị mà khán giả nhận được từ một video. Để làm điều này, chúng tôi tiến hành khảo sát về các đề xuất và video cụ thể, đưa những phản hồi đó vào hệ thống đề xuất. Điều này giúp thuật toán xác định các mẫu nội dung thỏa mãn xem xét các tín hiệu khác nhau như L, điều này giúp thuật toán xác định các mẫu nội dung khiến bạn hài lòng, xem xét các tín hiệu khác nhau như lượt thích, lượt không thích, thời gian xem và phản hồi khảo sát. Chiến lược dài hạn, chìa khóa thành công của người sáng tạo. Hỏi, người sáng tạo nên sử dụng loại chiến lược nào để thành công trên YouTube? Bobber cho biết những người sáng tạo ưu tiên giá trị chọn đời của khán giả hơn là số lượt xem ngay lập tức sẽ được hưởng lợi lâu dài hơn. Ông giải thích rằng khả năng video để lại ấn tượng lâu dài và nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài với khán giả có mối tương quan chặt chẽ với sự hài lòng. Tôi khuyên người sáng tạo nên suy nghĩ về giá trị lâu dài cho khán giả của họ. Thay vì tập trung vào việc nhận được nhiều lượt xem trong một tuần, hãy nghĩ đến việc tạo ấn tượng lâu dài với khán giả của bạn. Điều này có thể có nghĩa là họ sẽ muốn quay lại kênh của bạn trong tương lai. Hỗ trợ các kênh nhỏ hơn. Hỏi YouTube hỗ trợ những người sáng tạo mới hoặc những người sáng tạo nhỏ hơn nhưng không có lượng khán giả lớn như thế nào? Đối với những người sáng tạo có lượng khán giả nhỏ hơn, BoPR tiết lộ rằng YouTube có một nhóm tập trung vào việc giúp họ xác định đối tượng của mình bằng nhiều phương pháp khác nhau như đánh giá tiêu đề và mô tả video. Chúng tôi có một nhóm tập trung vào thử thách chính xác này. Họ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, như đánh giá tiêu đề và mô tả video để giúp những người sáng tạo này xác định được khán giả của mình chúng tôi theo dõi sự thành công của những người sáng tạo mới trên nền tảng và chúng tôi cam kết giúp họ thành công nội dung đa định dạng đa ngôn ngữ hỏi người sáng tạo nên quản lý kênh của mình như thế nào trước sự gia tăng của nội dung đa định dạng đa ngôn ngữ boecker giải quyết bối cảnh nội dung ngày càng phát triển bao gồm video dạng dài trực tiếp video dạng ngán và podcast lời khuyên của anh ấy dành cho những người sáng tạo đang điều hướng không gian này là Lời khuyên của tôi dành cho người sáng tạo rất đơn giản. Cùng một đối tượng, cùng một kênh, đối tượng khác nhau, kênh khác nhau. Chúng tôi đang tìm cách giúp người sáng tạo quản lý kênh của họ dễ dàng hơn trong thế giới đa định dạng, đa ngôn ngữ này. Chúng tôi khuyến khích người sáng tạo thử nghiệm các định dạng khác nhau trên cùng một kênh và xem khán giả của họ phản ứng như thế nào. Tương lai của việc khám phá trên YouTube. Hỏi, tương lai của việc khám phá trên YouTube là gì? nói về những thách thức và cơ hội phía trước boprer nhấn mạnh một số lĩnh vực trọng tâm chúng bao gồm việc tận dụng công nghệ mới nổi chẳng hạn như các mô hình ngôn ngữ lớn và làm cho trải nghiệm khám phá trở nên thú vị hơn chúng tôi có một số lĩnh vực trọng tâm chúng tôi rất vui mừng về công nghệ mới nổi như mô hình ngôn ngữ lớn có thể cải thiện chất lượng đề xuất chúng tôi cũng đang nỗ lực tạo điều kiện cho người dùng có hành trình liền mạch trên nhiều định dạng khác nhau một thách thức khác là làm cho trải nghiệm khám phá trở nên thú vị hơn đối với người dùng Chúng tôi đang khám phá các cơ hội để làm cho giao diện trở nên thú vị hơn và ít choáng ngợp hơn. Cuối cùng là, What? Bopper đã đăng nhập với thông báo rằng thuật toán của YouTube ưu tiên sự hài lòng của khán giả. Bằng cách tạo ra giá trị lâu dài cho khán giả, hiểu nhu cầu của họ và thử nghiệm các định dạng khác nhau, bạn có thể điều chỉnh tốt hơn các mục tiêu của nền tảng và thành công. Đến đây, Hà Thanh xin kết thúc phần thảo luận thuật toán YouTube hiện tại và tương lai nếu các bạn thích nội dung video hữu ích hãy nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé chúc bạn thành công